Chào các bạn, nói kênh Tony TV. Hôm nay là sáng chủ nhật. Cuối tuần làm clip ẩm thực là đúng chất nhất. Mấy gà ăn no cái bụng nó trướng ra. Chứ không tiêu nữa, hay nay mình chơi cái trò gì có vận động đi. Chạy bộ, nhảy dây, rồi đá cầu, đánh cầu lông nữa, thiếu gì trò. Đánh cầu lông, ai biết chơi cầu lông giơ tay lên. Tiểu Bò không biết, Á Tiên không biết. Mời hai bạn này bước ra ngoài bên này đi. Thành Ngáo và A Ngọc đi ra đây sách vợt dạy cho hai em này. Mấy đứa nào không biết thì đi ra làm khán giả đi, mất công tốn thời gian dạy nữa. Tay cầm vậy nè. Tay cầm sao đâu? Rồi buông ra cho thằng Tiểu Bo nó quơ thử coi. Nó quơ kìa, quơ thêm một lần nữa. Lần này không được nữa thì anh cho ra ngoài làm khán giả luôn. Tay cục thì xích vô chơi tí. Rồi quơ thử coi. Rồi. Quơ. Trời ơi, chết quớt rồi, ra ngoài làm khán giả đi cưng. Rồi tới Ngã Tiền đâu, nãy giờ Thành Ngáo dạy tới đâu rồi? Rồi, rồi làm thử đi. Quơ. Hay quá. Trời ơi. Phát quang bừa gặm trước khi đánh cầu nha các bạn. Đánh cầu lông thì chúng ta cần phải có một cái sân, đúng không? Dạ. Giờ lấy gạch ở đằng đó chất tạo thành một cái khung hình chữ nhật cho anh đi. Dạ. Cả team mình đã set up xong cái sân đánh cầu lông trong video này rồi đấy. Anh quên rồi nhưng mà không sao, giờ mình sẽ chơi sang một lần luôn. Anh sẽ đặt hàng mấy chục thùng sữa cool về lót cao anh để làm lưới. À, sao bữa nay anh sang như vậy? Vậy phần thưởng cũng là sữa cool luôn phải không? Chính xác. Sữa cool nó ngon lắm các bạn hãy mua sữa cool về uống hoặc đặt hàng trên website suacoolonline.com. One hour later. Bốn thùng là tốt rồi. Cưng không đụng không bao giờ nó ngã cho ăn sữa này nó nặng lắm. Ngọc này ok rồi nè. Quá trời mệt rồi các bạn ơi. Clip này đầu tư dữ lắm nha các bạn. Chắc lên. Bữa nay uống sữa nồi nề luôn nha. Mình và Tiểu Cường sẽ thí nghiệm thử coi cái lưới như thế này thì chiều cao nó đã phù hợp chưa. Các bạn nên nhớ là các em nhỏ ở đây mới học sinh lớp 7 thôi, cho nên chiều cao là rất là thấp. Vì thế mà mình làm cái mí thùng này nè là ngang ngực của mấy em này là cảm thấy là hợp lý rồi nha các bạn. Thử Tiểu Cường. Trời ơi Tiểu Cường thì đánh gạo vậy, thử vài trái nữa coi. Trời ơi. Thì bây giờ chia cặp với nhau đi. Chia cặp với nhau đi. Sao? Dở thì phải đánh với dở nha. Chứ không có mình giỏi mình đi lựa một bạn quá dở thì nó hơi nhục. Thí sinh nào ghi 3 điểm trước thì thí sinh đó sẽ giành chiến thắng. Ai thua? Em thua. Người thua sẽ phát cầu cho người thắng đánh. Phát. Thôi, phát cầu văng ra ngoài rồi. Bên A Đại 1 điểm. Gì đó. Rồi, 1-1 đều. 2-1. Phần thắng đang nghiêng về anh Thành Ngáo. Yeah, Thành Ngáo nó tự đánh văng cái cầu ra ngoài các bạn. Trời ơi, đánh hơi mạnh tay, quá tuyệt vời. Khéo quá. Wow. Wow. Phần thắng đang nghiêng về anh Thành Ngáo. Rồi. Mình là người chiến thắng các bạn ơi. Chơi bình thường các bạn ơi. Rồi, mời anh chiến thắng. Lấy một thùng sữa xách vô đi. Cảm ơn anh Vinh. Đây, hai bạn này giơ tay rất là nhanh nha. Mời cặp này vô chiến đấu đi. Thí sinh nào chiến thắng thì sẽ được một thùng sữa nha các bạn. Vậy 1, 2, 3. Trời. 1, 2, 3. Trời, gì vậy? Trời. Yeah. Rồi, bên này thua rồi. Phát cầu cho Vũ Thanh đánh đi. Đứng xa xa ra. Thua đi Cường ơi. Quả tiếp theo nè. Tiểu Cường đang cố gắng phục thù. Yeah, Vũ Thanh đánh cúp cầu bay ra ngoài sân rồi mình thắng nha các bạn. Tiếp nè. Thôi, hai đều nha, tại vì Tiểu Cường đánh cái cầu văng ra ngoài khỏi miếng mất rồi. Trận này trận quyết định nè. Chiến của thằng này đánh dữ trời. Quyết định nè. Vũ Thanh đã giành chiến thắng rồi. Một cú cúp quyền thoại. Mày, em lấy thùng sữa nào đó đi. Lấy đại cái thùng này đi. Thùng ở dưới này nè, thùng này người ta để đây làm mất mà. Cảm ơn anh Vinh. Rồi tới ai? Đưa em cho. Đưa cái cây vợt đó cho cái cặp này đi. Dựng xuống sầm với các bạn.
Say. 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 Mình phải cầu nha các bạn. Rồi, Tiểu Phương mất 1 điểm, Tiểu Dương ghi 1. Ừ, Dương 1 điểm trước. Phương tự đánh cầu bay ra ngoài luôn. Phương quá dở. Ờ, bánh bèo rồi. Rồi, Tiểu Dương ghi 2 điểm. Ừ, một sự chênh lệch không hề nhẹ. Hai, một. Tiểu Phương đang phục thù từ từ. Thất bại rồi, Tiểu Dương đã giành chiến thắng. Một trận thắng giữa hai bạn nữ phải nói là quá đơn giản luôn. Lấy sổ đi Tiểu Dương. Cảm ơn anh Danh. Cặp thứ tư là hai thí sinh nào? Em. Chị Thảo và Quang Mập. Ra ngoài này đi. Khát nước quá trời ơi, hay là anh khui một thùng sữa ra uống đi. Ủa, hồi nãy giờ cưng cổ vũ không chứ cưng có chơi đâu mà cưng khát nước. Trời ơi, khát nước phải không? Dạ. Dạ, khui thùng sữa cam ra uống nha. Sữa cô này cũng ngon lắm các bạn, có vị dâu, vị cam, vị sô-cô-la, vị trái cây nữa. Bạn nào mà muốn đặt hàng hãy lên website sữacoonline.com để mua nha. Thơm quá trời thơm luôn rồi. Cái nước quá trời luôn rồi. Uống sữa xong rồi đói quá. Đói thì anh ăn có cây mít kìa, lại bẻ ăn. Đây. Cái mít này nó chính là nó sẽ kêu bạch bạch nha các bạn. Mít tố nở này ngọt ngay hơn suất luôn nha các bạn. Ăn thử coi. Xin muối nha các bạn. Đó là tuyệt chiêu trẻ muối mít. Mình ăn nguyên đùm nha các bạn. Ngon quá. Sâm. Bữa nay thua phát cầu cho đội chiến thắng đi. À. Phát phát. Thánh thần ơi, bảo phát cầu một cái là bảo bị mất điểm rồi. Bên đây ghi 1 nha. Khéo quá Thảo ơi, đừng thua đó. 1-1 đều. Quang đã đánh cái cầu văng ra khỏi miếng mứt. Đây à. 2-1. Trái coi, trái coi, trái coi, trái coi. Trái coi. Trái coi, ghé lên. Wow, 2-2. Chung kết, chung kết nha. Cố lên chị Thảo, cố lên. Cố lên, đỡ anh Thường Quang. Đỡ được chị Thảo. Chị ngon, chị đỡ đi. Chị quýnh được em kia chị Hà. Quang nó đánh một trái là anh té đó. Game rồi. Chị Thảo thua rồi. Ờ bưng đừng lấy thùng đó, lấy thùng bên này nè. Thùng bên đó anh chắc đủ mất rồi. Cúp cái thùng phía dưới này này, dâu hay là sô cô la? Dạ sô cô la. Rồi bưng cái thùng nó ra đi. Cảm ơn anh Vinh. Ừ. Tới cặp cuối cùng là Tiểu Hùng và An Ngọc. Bỏ tụi tiền Hùng ơi. Rồi, bên đây thua, bên đây phát. Tiểu Hùng phát nè. 1, 2, go. Rồi gớt xuống rồi nè. Lấy đây. Đâu rồi, cho Tiểu Hùng phát lại một lần cuối cùng nha cưng. Anh chưa hết là anh thấy anh không khoái rồi đó nha. Rồi, ghê vậy. Rồi, 1-0. Phần thắng đang nghiêng về Tiểu Hùng. Tiểu Hùng mua ba lê quá đẳng cấp. Hay quá. Đè Hùng 2 điểm, An Ngọc 0 điểm. 1-2. An Ngọc đang phục thù. 2-2 đều. Rồi, thua luôn rồi, phát cầu hụt. Phát cầu hụt thua rồi, phần thắng nghiêng về An Ngọc. Mình đã chiến thắng rồi. Rồi lấy thùng sữa đi. Gúp gúp ở đây nè. Thùng này luôn đi. Sữa cho nè. Cảm ơn Vinh. Ừ, những bạn thắng cuộc đâu giơ tay lên cho khán giả ta biết. 2, 4, 5 người rồi thì giờ mình sẽ cử ra một bạn đủ can đảm để thi đấu với mình. Em cho. Rồi vậy thì mình sẽ thi đấu với An Ngọc. Còn lại 4 bạn kia sẽ bắt cặp với nhau. Em Dương. Không, thằng Quang với Tiểu Dương, vợ đánh với vợ, vợ đánh với vợ. Cặp này vào đánh trước nha. Vũ Thành, mày thua đi cho tao lấy một thùng sữa, rồi tao chia cho mày một hộp. Ui tao sợ quá, tao quay có nghe nó nói gì không? Cứ
tôi hô xong rồi cho tôi một hộp. Vậy mày hô đi, tôi lấy hồng sổ cho tôi chia mày nữa hùng. Lại đây xin sùm nè. Sùm. Em thắng. Rồi, thắng rồi, bên đây thua phát cầu. Thôi, cái cặp này đánh cầu lông rất là hay nha các bạn. Mày hay chú Thanh? Mày hay chú Thanh? Rồi. 1-0. Rồi. 1-1 đều, có trọng tài rồi nha. Dạ đụng vợt rồi, vậy là Thanh 2 điểm, Ngáo 1 điểm. Ngáo ơi gán là Ngáo. Trời luôn. Ngáo chuyền cầu văng ra ngoài khỏi mức luôn, Ngáo thua rồi. Lấy thùng sữa đi. Đi đây. Đây thùng sữa này. Cái thùng của mình thùng nào cưng bưng cưng để góc riêng nha, để hồi lộn xộn quýnh lộn nhau nhận sữa đi. Dạ. Còn ai nữa? Em với Quang. Rồi, Tiểu Dương với Quang vô đây quán thu tây. Hai người này quán bình thường. Quán. Chiến sâm. Rồi luôn, Tiểu Dương này thua non. Phát đi Tiểu Dương ơi. Dứt. Ai da. 1-0. Ai da, 1-1 đều. 1-1 đều nha. Tiếp. Ôi ôi, 2-1. Trái nữa Quang thua rồi Dương ơi. Ôi, trời ơi con Quang kìa. Rồi, Quang đến văn ở ngoài rồi, Quang thua. Rồi Dương thắng rồi, lấy thêm thùng sữa đó. Lấy dưới này nè. Nè, thùng này nè. Rồi đưa luôn đi, thèm sữa dâu không? Rồi, còn cặp cuối cặp nào? Em với anh nè. Rồi, thằng nào quay phim được, quay cho anh. Em cho. Rồi, Vũ Thanh quay phim đi. Chặn này rất là căng thẳng nha các bạn. Vô. Kéo lên đồng ơi. Kéo lên đồng ơi. Rồi. Anh Vinh quá sung mọi người các bạn ơi. Wow. Hết rồi, anh Vinh sung được vậy. Sung. Ngọc kéo lên đồng ơi. Anh Vinh. Rồi, 2-1 các bạn. Ngọc. Ngọc có gỡ quà lại được không? Gán lên Ngọc ơi! Go! Hai đều các bạn ơi! Hai rồi! Ngọc đã gỡ quà lại nha các bạn! Cố lên Vinh ơi! Cố lên Vinh ơi! Gán lên Vinh ơi! Ôi trời! Anh Vinh thương rất hay mạnh bởi vì trái cầu lông bay lên nóc nhà luôn! Mình đắng rồi nha! Trời! Lấy hồng sữa nào! Với lứa tuổi của anh Ngọc thì đánh cầu lông như thế phải nói là rất là hay rồi. Giờ mình thua thì chịu thua thôi. Ai chơi dở thì chấp nhận, đúng không? Rồi đâu ba bạn chiến thắng đâu, bước ra ngoài này đi cưng. Bước ra ngoài này đi. Ba bạn chiến thắng đâu, Tiểu Dương. Vậy bây giờ cho Vũ Thanh với Dương thi đấu với nhau đi. Rồi ai thắng thì mới vào đấu với anh Ngọc. Tại vì Ngọc nó chơi hay lắm, anh nói thiệt. Giờ anh cho một trong hai đứa cưng mà quýnh với Ngọc trước là chắc chắn là hai đứa cưng sẽ thua liền, đúng không? Quán tô tây đi. Rồi thua, phát bóng. Mày mà hô con Dương đó, mày về nhà mày ngủ luôn đi. Phát bóng. Bơi. Tiểu Dương nó ghi 1 điểm. Rồi 1-1 đều. Trái cuối. Còn có 1 điểm này nha. Gán lên nha. Gán lên đi. Game over. Rồi Tiểu Dương thua rồi các bạn ơi. Vậy là Vũ Thanh chiến thắng, lấy một thùng sữa đây. Quên, cái trận này không có lấy. Người chiến thắng được tặng thêm 3 thùng nữa. Giờ cưng đã được lọt vào vòng chung kết đấu với bạn Ngọc rồi. Có cần nghỉ mệt gì không? Dạ khỏi. Trời ơi, vô dứt luôn. Quán tụ tị với nhau. Thằng này nó đánh cái cầu gì nhanh như vậy? Mày hả? Ngọc này đánh cầu hay đó.
Hai đứa này đánh dữ quá các bạn ơi. Quá dữ rồi đó. Một điểm về hướng Vũ Thanh. Ngọc con đánh ghê lắm, đừng có ý ơi. Vũ Thanh nè, mày đang đánh tao hay là mày đang đánh cầu vậy? Rồi, một một đều. Vũ Thanh đánh cầu văng ra ngoài rồi. Vô. Wow. Bên này hai, bên này một rồi. Đừng để thua nha. Rồi, hai, hai. Hai đều ơi, chụp cầu này Thanh. Thằng Ngọc này tới với bút cuối nó mới phản công các bạn. Mình mệt với nó rồi. Phát cầu. Giáng cuối nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đó này Ngọc. Trời, chú Thanh này ghê ha. Từ đầu tới cuối nó giấu nghề, giờ nó mới phát huy. Vũ Thanh chỉ thấy rồi. Trời của tao, tao đâu cho tụi bay đâu mà ra đây làm gì. Trời ơi. Cái đầu mày nhường nó gì Ngọc? Mày sống ở đời á, mày đừng có khinh thường đối thủ, dễ thua lắm. Video mình đến đây là kết thúc được rồi. Team mình đã tìm ra được thành viên chơi cầu lông hay nhất, đó chính là bạn Vũ Thanh. Và tiếp theo là tới bạn A Ngọc. Và thành viên thứ ba đánh cầu lông giỏi nhất ở trong team là Tony. Bây giờ lấy phần thưởng 3 thùng sữa trao cho người giải nhất đi. Lấy thêm 3 thùng nữa, chứ nãy được 1 thùng nữa là 4 thùng rồi. Về uống ấm no hạnh phúc. Đây sữa cua nha các bạn. Đi lấy khác màu cho Vũ Thanh. Tùy. Muốn lấy vị nào đó, lấy vị nho, vị cam, rồi trái cây, dâu, sô cô la, đủ thứ hết. Được chưa? Rồi được rồi. Rồi được rồi, mày chắc hồi nó xỉu luôn bây giờ đó. Video mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Vậy hẹn gặp các bạn những video sau đi. Bye bye.